Game nào có góc nhìn từ trên xuống thường kén người chơi. Cũng đúng một phần, nhưng mà Lost Ark khá là nhiều người chơi nhá. À bây giờ ta đi đâu các bạn? Bây giờ mình không kiếm gì nữa, mình chán là mình quậy quá, rút bố cái tay cầm rồi. Đâu rồi? Đang ở đâu đây? Hôm bữa là mới giết con quỷ quỷ đây. Shit. Oh yeah, hôm bữa mình có bụp thằng này, mình bắt bụp thằng này chưa? Ồ. Mình nó bụp thằng này chưa nhỉ? Thử vào bụp nó này. Hình như mình bữa mình có đánh thằng này rồi mà ta. Lệch camera. Thế nè, khổ thế. Để cái cao cao lên tí. Nó cũng hơi cùi tí thôi mà các bạn thông cảm, mình lừa chỉnh camera. Hôm nay mình giết thằng này chưa ta? Chưa đúng không? Fuck. Oh, whoa, 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 whoa. What? Ok, cái chiêu đó là chiêu của con Melena. Chúng ta cứ ở đây đánh này một lúc đi. Oh, man. Thằng này từ 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 từ. Thằng này là cái thằng summon đúng không? Yeah. Ráng giết thằng này được, thằng summon ngon. Nên là phải ráng giết nó. Thằng chó nó chém ghê lắm. Tập cho nó quen. Tập để mới mốt con mé lé con Melena. Rồi, ăn tiền đã. Ăn tiền chết mẹ. May mà. Okay. Rồi, cái chiêu này là không được. Mình để mình xem lấy cái chiêu nào cho nó. Má không cho summon, mất dạy. Mấy bọn không cho summon là bọn ăn gian mà. Ok cái chiêu đó má. Are you kidding me? Mày né ghê nha. Mày né ghê nha. What? Ok. Mình thấy dùng cái chiêu này có vẻ không ổn. Chiêu này nó dễ néo à. Ok. Má cái chiêu nào? Ở đây chiêu này đi. Chạy xa ra là chết à. Chạy xa ra nó chả làm gì à. Cái chiêu đó là chạy xa ra thôi. Em cứu em xin lỗi. Ôi 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 ôi.
Đấy. Oh no 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 no. Oh my god, mình biết chơi nó chơi chiêu rồi mà né không kịp. Usain biết cái đoạn là phải chạy nhanh. Nhìn no hope vậy anh. Có gì đâu. Chứ gì đã được nửa binh rồi kìa. Easy. Thằng này thì đánh một lúc là xong thôi. Rồi, không chơi chiêu kia nó chiêu kia củi mía. Giờ mình chỉ chơi chiêu thiên thạch nữa. Má, mình không hiểu sao mẹ đánh tùm lum boss, ăn tùm lum skill, cuối cùng chiêu xuyên thiên thạch vẫn là kiểu đỉnh cao mọi thời đại. Kiểu mấy cái kia nó cứ kiểu cùi mía đấy nào. Cuối cùng ấy, cuối cùng quay đi quả lại vẫn là thiên thạch là chùm. Rồi chết bao nhiêu cũng được, miễn là không hết tiền, không mất tiền là rồi. Chúng ta chết kiểu này sao mất tiền nữa. What? Ủa, từ, cái gì? No, chết rồi. Cái ngày mà. À, đúng có cái chuyện. Thôi, ván này bỏ rồi bạn. Ván này nháp đi. Cái gì đấy, chiều nó mới. Mình chưa thấy chiều đó bây giờ. Rồi, nó ăn gian. Alright, nó ăn gian. Tao sư Trung Hoa dùng chiêu kiểu gì cũng hụt. Từ. Mình nghĩ là chúng ta không cần phải lằng nhằng gì hết. Mình nghĩ là chúng ta chơi cái chiêu bình thường này thôi. Cái chiêu mà đâu rồi, chiêu này có khi ngon ăn. Không gì phải lằng nhằng. Rồi, tao chơi mày sáng mai cũng được con ạ. Có sợ mày à? Sao gì mày? Rồi, chiêu này vừa nhanh, vừa kiểu gọn lẹ, đỡ né. Rồi. No. You fucking. Chết cha rồi. Má chiêu gì nó không né được vậy. Không ổn. Đổi lại. Nháp thêm lần nữa. Nháp lần thứ 101. Má cái thằng này khó thôi đó. What the fuck. Má. Đánh mà kiểu má bọn boss trên gian. Kiểu không cho summon. Mình thề mà bọn boss nào mà không cho summon trong game này là bọn kiểu mất dạy ăn gian. Ok, không tính à, đánh kiểu mất dạy. Ok, rồi là đánh nó chết, giờ nó chết. Ok, đánh thằng này là phải kiên nhẫn, phải né chiêu nó trước. Oh no. Oh yes. Oh my god. Nó cho mình thời gian để mình hồi máu. Ok. Ok, đoạn nó chạy xa ra. Tóm lại là đánh thằng này cứ phải chạy xa ra. Ok. Chạy xa ra. Rồi. Mày.
Hồi máu. Yes. Má sao mày né mày, mày ăn gian rồi. You son of a bitch. Bitch. Chạy ra, chạy ra. Ok. What? Ngoài đứng yên đó. What, you son of a bitch? Anh Giang, anh Giang. Non Giang. Non Giang luôn. No. Cái gì đấy? What the fuck is that? Cái trò gì vậy? Tưởng quên con đẻ Elden Ring rồi. Con này bị các bạn bị bắt, bị ép ăn. What the hell is that? Ma, từng nghe nó sắp thua cho nó chơi cái trò nhảm nhí. What the fuck? Chạy xa hay gần vẫn chết. Rồi. Bình, người ta nói bình tĩnh tự tin chiến thắng, còn đây bình tĩnh tự tin bị non gian giết. À không sao. Ok thôi, không có đề gì hết. Easy. Má, để một được, để được một thằng số mân mà sao khó vậy ta? Ok. À dùng cái này là ok rồi đó bạn. Mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Vấn đề là chỉ né skill thôi. Ok, cái đó lỗi mình. Không đéo chữ nữa. Má, cái đó nó rõ ràng mà không né được là gà. No. Tại sao mày chơi đúng lúc tao chơi thằng con? Son of a bitch! Oh, cái chiêu tóm đúng không? Cái chiêu mà nó chơi anh Giang nó dạy đúng không? Ok, mình hết mana rồi. Ok. Oh. You son of a bitch, đừng đánh nữa, stop. Yes, phải máu tí. Oh. Cái quái nào mà. No. Oh, wow. Má bị kẹt ở trong cục đá. Ok. No. You and Jen. And Jen. Ok, mẹ anh Giang,
ngu rồi. Hay, không sao, bình thường, cái gì đó. Có gì đó bình thường. Nó trên da thôi. Pháp sư thật yếu đuối. Sắp rồi, sắp rồi. Này sắp rồi. Chắc chắn trong số anh em trong đây có người muốn cá khô thua. Đứa nào cũng vậy bạn. Nhưng mà cá khô đây là lần cuối rồi. Quá easy. Quá easy. Bây giờ mình biết hết chiêu của nó rồi các bạn ơi. Cứ chạy xa ra làm gì nhau. Mày làm gì tao. Chẳng qua lúc đó là mình bị dính vướng cục đá. Xong rồi nó kiểu nó ăn gian tí. Alright. Lần này mình chết rồi con ạ. Chiêu chọi đá của tao là đỉnh cao. Cao mọi thời đại, mày không làm gì đâu. Đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Má thảm quá. Ai, cái đó chạy không đủ xa. Fuck, ngu quá. Má các bạn thấy nó đỏ lên là phải chạy xa ra. Má chiêu nhầm rồi, chiêu chết. Không chơi Mage thì win vài năm trước rồi. Không sao. Mage cực hơi cực tí bọn anh gian nhưng mà đánh với bọn boss kia đỡ hơn. Khổ. Số nó khổ. Những thằng nào mà không cho summon là thấy anh gian rồi. Má mất dạy. Chưa mất dạy. Ờ, đâu rồi. Nó chỉ anh gian được mấy chiêu nhảm rùa thôi. Chứ đánh thằng hoàng các khôn sao đánh lại được. Hụt nhá. Mày tưởng mày chọc vào tao hả? Trời, nó tưởng nó cũng kiểu chơi pháp sư giống như mình mà. Pháp sư là chỉ có mình tao chơi thôi con ạ. Mày chơi mấy chiêu anh gian của mày đi. Woo, cái gì đấy? Mày chơi mấy chiêu chơi gian của mày thôi. What? What the fuck? Má nó đang đã né rồi. Oh no, fuck. Cái đó là lỗi. Ơ, rồi xong. Má là nó ghê quá. Là nó quá tham. Quá tham để nó chơi combo luôn. Fuck. Từ chiều vừa đánh vừa làm nhảm. Chọn boss nó điếc tay. Boss kiểu chết bao nhiêu lần rồi vẫn đánh à? À được 20 lần chưa ta? Làm gì? À lần cuối. Son of a bitch. Tại sao có mấy boss ăn gian chứ ta? Hai lô quang, xin chào bạn Huy. Ok, mới vô. Mình có thể trưởng hai chiêu vào mặt nó không có vấn đề gì. Ok. Rồi, sau đó là chạy. What? Các bạn thấy nó ăn gian vãi cứt không? Né. What do you mean né? Né nữa.
đúng rồi, chạy ra xa ra, đúng rồi đúng rồi, chạy ra xa lên 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 lên, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, rồi xong. Thôi từ từ, không nên tham, hồi máu cái đó, cơ hội để hồi máu. Ok, cơ hội để bục nó. Má nó nhanh ghê lắm. What? Má chết mấy chiêu, dùng dính mấy chiêu nhảm quá. Ngu rồi. Ok, hồi máu. Wow, má anh già anh vãi cứt ra. Đúng rồi, đứng xa ra. Oh no 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 má thề bọn anh gian vãi các bạn như là ok ngu rồi ngu rồi ngu rồi ngu rồi cái lỗi tại mình what the nó game gì kích má nó thấy nó thua sắp thua xong nó chơi chiêu đẻo. Ok đoàn nó mắc một vài sai lầm. Yep. Sai lầm là quá tham, sai lầm là quá tham. Má mình mà không tham mà kiểu bình tĩnh từ từ. Bất lực. No, lần này thắng chắc luôn. Thằng này hết rồi. Thằng này hết chiêu với mình mà. Chiêu gì của nó mình bắt bài hết rồi. Không còn gì để chơi nữa. Mà thực ra chơi này dễ mà ta. Dễ hòm mà. What the fuck. Chỉ cần chạy xa xa là xong. Cứ chạy càng xa càng tốt. Nó làm gì kẻ mẹ nó, cứ chạy càng xa càng tốt. Ok. Cái đấy là gà. Ok, cái đấy là gà. Ờ, cái đấy là ngu. À, sao? Nó làm gì là mình cứ chạy. Đúng rồi, cứ chạy. Cứ chạy. Rồi. Oh no. Còn mày quá. Holy fuck. Cứ chạy thôi. Mày múa máy gì kìa mày. Mày làm gì? Mày múa. Chạy ra xa. Rồi nó đâu làm gì đó. Oh no 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 no. Yeah, tham. Saramita. Đúng rồi, Saramita. Đúng rồi, Sara. Xem chết. Má cái thằng này đánh đơn quá đơn giản. Chạy thôi. Bây giờ nó không đến gần mình đánh cái mình kiểu gì? Đánh mình kiểu gì? Mày chọc cái gì? Mày chọc không khí à? Ô cái gì ấy? Cái gì ấy? Má no. Chỉ một sai lầm nho nhỏ đi luôn thanh máu. Fuck.
chạy xa như anh nhắm cho nó chạy ra xa như anh nhắm anh chạy khỏi nó không yên tâm mới là thứ bảy thôi đúng không? Easy. God damn it. Má nó giờ nó cho summon là mình đánh nó mình giết nó một chục lần nữa bạn. Đấy. Thôi rồi không sao. Với những thằng boss anh gian mình không có gì phải kiểu không có gì phải cứ bình tĩnh. Không đáng để phải tức giận. Tốt nhất là cho an toàn, không nên tham. Sai lầm, fucking sai lầm. Sai lầm. Ok, lần thứ 8 bao nhiêu? Lần thứ 10, lần này thứ 10 là sẽ ăn. Ok, easy. Thằng nó để quỷ quá. Tiền mình đâu rồi? Ok, phải lấy tiền không được. Má cứ để nó combo là chết. Kiểu gì cũng chết. Không được, không chết được. Đây, các bạn nhìn đây. Sao mà chết được? Nhìn này. Ok, lần cuối. Mình nhường này nãy giờ là ok. Nhiều lắm rồi. Nhường nó tí. Oh my god, you shit. Má thằng gian vãi kích rồi. Ok, đoạn này mình né. Salam. Ok, hồi máu. Yes, có cơ hội hồi máu. Chạy ra ngoài, chịu nó. Mày làm gì nhau? Mày làm được cái gì? Wow! Oh my god, xém bị nó tóm. Holy fuck. Thằng nó chơi chuyên gian mà. À mày chết mẹn gian quá luôn á. Sắp chết. Ủa đúng rồi, cơ hội đây rồi. Kiên nhẫn bình tĩnh. Không cay cú được. Ngoài, cơ hội đây rồi. Đấy. À, từ từ thôi. Ok. No, chết cha rồi. Oh my god, mày không chết. Quên mất, mình lộn chiêu. Mình cứ tưởng nó chơi chiêu kia cơ.
sai lầm à? Sai lầm rồi. Oh man. What? Whoa, 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 what the fuck is this? Oh, no, chạy ra xe. Ok. No! Whoa, 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 whoa. Ok. Nó dễ như không. What the fuck is this? Oh my god, thằng boss dễ nhất từ trước giờ mình đánh luôn. Easy vãi cứt nè. Oh my god, god damn it. Man, sao boss sao em ring dễ vậy? Kiểu cảm giác easy. Alright, alright, ok, mình có hết summon rồi. Bây giờ chúng ta đi về không biết thằng này ngon hơn hay là đi về nâng cấp nữa cái. Gáy to thế. Không biết thằng này ngon hơn là miếng mịch tiên ngon hơn đâu. Mình thấy miếng mịch tiên có vẻ vẫn ngon hơn. Nhưng mà thôi, nâng cấp nó để sau này có lựa chọn. Thích chơi nào chơi. Như thế này đúng không? Đi mua cái mấy cái ghost để nâng cấp. Ok, potions. Rồi. Cái này đúng không? Love. Và cứ mua hết thì 1 2 3 4 5 6. Rồi được lên level 6. Còn từ level 7 trở lên thì phải đi lượm sao? Khỏi lượm. Gáy khét luôn. Nó dễ thật mà các bạn. Ủa các bạn không thấy nó dễ à? Ngoài chỗ này. Cái thằng thừa rèn đó ta. Mẹ sao kiểu. Đó là lý do mình không chơi em. Ta chơi Elden Ring các bạn, tại vì nó dễ quá các bạn hiểu không? Kiểu chơi nó không hứng. Spirit Turning. Thằng nào ta? Quầy thằng máy thằng nào? Thằng Black Knight đây đúng không? Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Thôi lên level 8 rồi. Đủ xài. Ok, xem nào. Wait, từ từ. Mình đang dùng Mimic Tear đúng không? FP. Rồi, cứ để đi. Tạm thời giờ cứ dùng Wow, what? Wow, cái gì? Tốn 132 mana. Ủa, mình mana bao nhiêu ta? Stat mana mình 300 mấy mà, đủ. Đi đâu? Rồi, bây giờ đây đâu bạn? À, mình nghe chúng ta xuống dưới bố này đi nhỉ. À, giờ phải mở cái bản đồ của Elden Ring nữa. Trời ơi. Cái gì vậy? Chết cha rồi mà. À, lại bị lỗi mẹ này. Elden Ring map. Má. À, thôi kệ bà đi. Mỗi lần mình cái này lúc nãy cắm này vào xong giờ nó bị mẹ gì rồi bàn phím nó kẹt. What the fuck? Oh my, cái gì đây? Từ từ. Cái gì vậy? Bà mẹ nó, eo với chả đần với chả ring. Nó bị kẹp cái kiếm mẹ gì.
hôm nay cắm cái bà cái tay cầm vào xong nó bị làm sao á. Giờ cái phím mình kiểu bàn phím như kiểu bị kẹt á, có hiểu không? Kẹt nó chơi đâu chơi không nghĩ. Hello, có cho em chơi không vậy? Đứng máy luôn. Kimmy. Oh my god. Thôi kệ bà đi, khỏi bản đồ cũng được, đi đại. Ở đây đánh boss này. Map này phải đánh được một thằng boss chứ. Okay. Mình cũng chả biết là đi hướng nào mà này. Có gì các bộ chỉ giùm đấy. Golden Goon. Mình đi hướng nào phải. Bảo sao con ghẻ end stream được rồi. Rồi ráng hôm nay ráng đi đánh một thằng boss. Ủa. Đi hướng nào để lên ta? À đây. Wait. Ở trên đây có một thằng boss. Đấy. Thế này đi. Bây giờ mình để mở được cái gì đó, giống như nó bị phẹp kẹt kín phím control đó, nhưng mà chả biết làm sao để hết. Mở cái bàn. Cứ đi thôi. Mở map cũng được. Đi theo cảm tính thôi. Sau đây nó cho summon là sao? Chắc chắn là phải có boss nào đây nữa. Hết rồi. Oh shit. Quên chưa nâng cấp. Fuck. Ôi. Ok. Chúng ta mình đi hướng nào vậy? Alright, à, tuyệt vời, đây mới là Elden Ring, yay! Chúng ta được trở lại với ngôi nhà thân yêu, yay! Đấy. Má mình chưa kịp Kamezoko, nó là Kamezoko mình. À, từ, đầu tiên chúng ta phải đi. Chúng ta đi ăn lại cái này rồi. Thấy đó. Lên level đó. Ai là chơi thế này? Ôi trời mẹ. Rảnh quá. Run. Cái gì vậy? Đây là đâu vậy? The fuck is this? Khu này khu gì vậy? The fuck? Run. What the fuck? Mấy thằng luôn á? Oh shit. Trời. À, chắc đi chú đúng chỗ rồi. Oh yes. Bản đồ. Oh my god. Ok, lên được bản đồ. Đó. À. Cái này mới lấy. Rồi, boss trên này là chắc chắn luôn. Ok. Nâng cấp level tí, mình nghĩ là nâng máu nhỉ. Level up. Thôi nâng mana cho nó vừa. Còn lại what the hell, bây giờ nâng level tốn vãi. Ok, tiếp tục. Ủa nếu mà đánh boss thì mình nên chơi thằng ok, vẫn là những chiêu này. Yeah. What the shit? Bọn này trâu vậy? Thôi, vậy thôi chạy thôi. Đánh bọn này làm gì? Má bọn này... What?
Oh shit. Chạy. Đây là đâu? Ok. Đừng nổ em. Cái gì nữa đây? Chạy thôi. À cái chỗ này nhìn ghê quá. What the fuck is this? Rồi, bọn mày làm gì nào? Tao không quan tâm. Ok. Thằng boss thả cho em ta. Please. Nó trong. Ok, mình không cần biết. Mình chỉ biết là chúng ta. Ủa? À quên không mày. Lộn. Summon cái đó. Wait. Đó. Có summon đánh yên tâm hơn. Nghe tiếng rồi đó. Bye bye. Who are you? Thằng này chết. Oh, nó chơi đánh xa. You son of a bitch. À, tại sao mày chơi đánh xa mày? Oh my god, thằng kia nó chơi nó chơi super thiên thạch các bạn. Tính ra cứ đứng đây để. Đúng rồi, chơi thằng mày. Tối không thấy cái gì luôn á. Đánh theo cảm tính. Đéo thấy cái gì luôn. How are you? Oh, tôi rất xin lỗi. Mày khách hàng à? Ok. Run and bọn nó đánh nhau ầm ầm kia quá. Chúng ta mua hết này đi. Nó là cái gì đây? Má cái gì bọn nó đánh nhau ầm ầm kia. Đúng rồi. Các bạn nhìn kìa. Má mấy mục tiêu của mình à. Quánh nó như con. Ê chết 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 chết. Đây là đâu? A lot room. Cuối cùng cũng chơi lại. Game mình dễ mà bạn. Rồi mình hết máu rồi. À không, đâu còn khá khá. Lại chuẩn bị nó đó. À, lại là thằng này. Mấy mục tiêu bụp nó. Chơi đi. Đúng rồi, bụp nó. Chơi mặt nó. Đúng rồi. Quánh nhơ. Quánh nhơ. Đúng rồi. Kameyoko. Trùng thiên thạch quá. Thằng mấy tên này được cái má. Nó đánh không tốn mana là nó chơi toàn chiêu khủng quá. Má nó chơi toàn chiêu má. Sáng. Ô. Sao đây lắm vậy. Oh my god. Thôi mình nghĩ là chúng ta chạy đi. Mà đánh bọn này đến sáng mai cũng hết. Cái này là cái này là level 9, nâng cấp level 9. Ok. Đây là đâu đây? Ok, chuẩn bị boss chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Ok. Này come back low phết. Này á. What? Đây, hồi máu tiếp. Yes. Mình đang ở đâu đây? Nói rồi. Đi vào tòa lâu đài. Đi vào đây là boss. À, hôm nay chúng ta phải giết được con boss chứ. Bọn này mình không quan tâm. Ta đi vào đánh boss. Quỷ quá. Quỷ. Đây là boss mà. Vậy làm sao để lên? À đây. Ok. Búp. Bà búp.
Mấy mục tiêu của anh đâu? Yes, easy. Chào anh cá, xin chào HK2. Nói rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? One shot. Hình như thằng boss này chỉ là boss phụ các bạn, nó không phải boss chính. Sao nào? Cùi mía, mía cùi. Thằng này là chú tể của máu thì phải. Bảo sao vào đây toàn mấy bọn đánh kiểu mất máu không? Elden Ring hả ông? À, đúng rồi. Con này trước có bug mà không biết giờ còn không. Chắc không đâu. Chúa tể máu. Ghê, cái khu này ghê vãi mày. Vào đây sợ vãi cái này. Mấy thằng nó cứ kiểu nó vào nó nổ. Holy shit. Nó bọn này chịu khó thiết kế mấy con boss kiểu rợn mày. Vậy là thằng ngồi trên đó không phải thằng boss. Đây mới thằng boss rồi. Okay, thằng này easy, thằng này chắc easy. Mình nói thật là mình chưa coi thằng này bao giờ hết đấy. Không biết đánh như nào luôn. Dearest Mikala. Mikala yêu quý của tôi. Ủa đây là con gái à? You must abide alone a while. What? Welcome, honored guest. To the birthplace of our dynasty. Chào mừng đến ngày sinh của cái gì? Sự bắt đầu của triều đại của ta. What? Cái gì đây đang đánh nó bóp mà từ cái gì? Thôi cái đoạn này bỏ đi bạn. Nhát bỏ đi. Thực ra là má cái đoạn vì nó từ mà mình kiểu quẩy quá tập phát luôn. Nào đi, đúng rồi, camera vô kêu đó, camera vô cô đó. Cái gì đó? What the fuck? Mimic. Oh, whoa, cái gì đấy? Is mine. Okay. Mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là nó đánh debuff gì á, phải né nó. Tất cả là tại thằng từ. Ok. Nếu không mình giết nó. Spam. Trong game này đánh boss là pháp sư hay vậy. Cứ mít bị tia xong spam. Đây các bạn này, xem này, không từ nè. Alright. Oh lord, mình chưa uống thuốc. Đấy. Thôi rồi. Ủa thằng mấy mình tiêm mình đâu rồi? Ngoài trời đó. Chạy ra. Ủa mình bị cái gì vậy ta? Rồi làm sao? Mình bị cái vòng. Bị cái vòng quanh người, không biết làm sao để giải nó ta. Chết. Chả hiểu chơi cái gì luôn á. Okay, what the fuck is that? Ây da. Nó chơi cái chiêu gì ấy, khó hiểu mấy kích. Nó kiểu nó chơi debuff mình không à.
kiểu đánh nó không rõ ràng. Két cái là lẹt vào cái két. đây lại. Đây lần này là chết rồi. Ok. Lần trước quên uống thuốc. Quên thuốc. Đấy. Chiêu ấy là gì ta? Sao có cái vòng xung quanh người là sao ta? Fuck. Má mình không biết cái này thì làm sao mà đánh. Chạy. Mau. Okay. Chả biết nó chơi gì nữa. Thôi kìa. Spam càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là giết mình trước khi nó giết nó trước khi nó giết mình. Thằng này. Nó chạy. Đây. Rồi, bây giờ chết nè. What? Ok. Mày không giết được tao rồi con ạ. Tia chơi nó mới tia chơi nó đi 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 đi. Đấy, để qua đây. Để đây, sẵn sàng. Alright. Lần thứ 3, easy. Alright. Chưa hết camera Zoko nó cái đã. Is that? Okay. Oh, what the? alright. Mỗi lần nó giơ lên trời là phải hồi máu ngay lập tức. Okay. What the fuck? Cái đoạn nó chạy đục. alright. Okay. Easy. Kamezuko là chết mẹ rồi đâu nó. Đâu cần phải gì lằng nhằng đâu. Okay. Kamezuko! Oh! You! Pháp sư là phải chơi kiểu đấy, ok? Pháp sư mà phải suy nghĩ. Easy. Rồi, có cái nữa. Chỗ hồi đâu? Không có chỗ để ấy. Game show này lạ quá. Game 7 viên ngọc rồi các bạn, không phải show đâu các bạn. Đừng đùa. Ủa anh. Mấy mốt mày đánh một con Melina, hy vọng cũng được vậy. Mấy mốt là cũng Kamezuko Melina, chết luôn. Easy. 500.000. What the fuck. Chúng ta nâng cái gì ta? Level up. Mình nghĩ là nâng Dex đi đánh cho nhanh. Nâng Dex để cast phép cho nhanh á. Chứ bây giờ cũng chả nâng cái gì được nữa. Yep. Ok.
Ở dưới đây là xong rồi đó. Và tiếp theo là sao ta? Thôi rồi, mình tạm dừng phần này đây. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục làm sao để vào đây đánh oánh thằng hình như chỉ có mỗi hai thằng trong đây là xong rồi đúng không? Thôi rồi, xuống dưới đây mở khóa bên dưới ra. Oánh với thằng boss bên dưới. Không cho người ta qua phase 2 luôn. Không cho chiếc gì đó, Kamezuko là thắng. Ok. Pháp sư là Kamezuko AI gì. Rồi, bye bye các bạn nhé. Quit. Người ta đánh mặt người mình đánh Kamezuko. Thì lúc nãy đánh cái con kia đó, mấy ông chơi melee đánh khỏe re mà tôi đánh khổ cực khổ. Giờ qua con này tôi đánh khỏe, mấy ông đánh khổ. Easy. Quá balance. Alright, bye bye các bạn nhé. Chúc các bạn ăn cơm vui vẻ. Elden Ring thì không biết khi nào có lại đâu bạn ơi, hên xui thôi. Elden Ring là kiểu tùy hứng. Tối nay tiếp tục rap. Đạt, tối nay nhớ có mặt nha Đạt. Mà nô lệ quen thuộc mà tối nay không có mặt là coi chừng đấy. Bye, tối stream nha anh. Ok, nhiều khả năng là có. Alright, bye bye các bạn.